Chào mừng quý vị và các bạn đến ván đấu của hai danh thủ Lại Ly Huynh và Trương Á Minh. Trong ván đấu này, danh thủ Lại Ly Huynh là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Trương Á Minh là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra trong vòng đấu tứ kết tại giải cờ tướng vô địch quốc gia năm 2020. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
Đánh tới đây thì bên đen buông cờ nhận thua.